sao hả? Có chắc chưa vậy? Nhìn ở trên kia kìa. Hả? Nhìn ở trên. Ui! À, con quỷ bơm! À, gì mà bắt ta phải đánh tay nước cũng lượt vậy á? Ủa? Hôm nay, tối này sẽ là cái mộ của người. Má cái má! Thì ra là do hả? Do ngươi đúng không? Ngươi làm chuyện này đúng không? Đúng như vậy. Bây giờ ta sẽ cho con quỷ mạnh nhất đánh người. Đây chính là quỷ bóng tối, con quỷ mạnh nhất. Quỷ địa ngục à? Ơi ơi ơi, tụi nó bắn theo cái cầu gì vậy? Rồi không sao, quỷ địa ngục người ta vẫn chơi rồi. Đêm này ta chơi không biết nữa rồi ơi. À, trời mạnh quá vậy, mạnh quá vậy, mạnh quá vậy, không thấy gì hết trơn à. Trời ơi trời ơi, con nó còn biết bay nữa hả? À, xin ta chơi lại. Ôi à. Cuối cùng quỷ cơ cũng đã bị tiêu diệt. Quỷ cưa lại biến thành chú chó rồi. Chết tiệt, mình lại để nó sống chuồng nữa rồi. Ê, tụi bay đâu, đuổi theo nó cho ta. Mày à mày. Ây da, 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 xin lỗi mà biết rồi rồi. Biết không, mày biết không, mày đừng biết không. Ây da, đừng bắt nạt tôi nữa mà. Tao thích thì tao bắt nạt, có quỷ mới cứu được mày mà thôi. Ê Huy ơi, có con quỷ đằng sau mày thiệt kìa. Ê con quỷ đằng sau mà thiệt mà, thiệt kìa. Ây da, đằng sau kìa. Rồi ơi không. Ê, cứu tôi với. Ê da. Ê, hình như có cái con cưa gì rơi xuống đầu nó kìa. Ê trời ơi là trời, cái con chó có đâu ra không biết nữa. Trời ơi là trời thiệt chứ. Ô, hello. Ôi, sao con chó biết nói vậy? Chó vậy mà chó thấy cái trên đầu tôi không? Ông nghĩ cái này là chó à? Ông là con gì chó cưa hả? Đúng rồi, tôi là Bonita. À, cái cơ gì nào tôi âm đang xoay kìa. Sợ chưa, sợ chưa? Ghê vậy trời, nó cưa tôi kìa. À, bắt cưa không đâu, trời trời, thôi tôi tắt đi, tôi tắt đi. Ồ, hết cưa nè. À, hết cưa. Tôi là Toga TV, tôi là Toga TV. Còn tôi là sức viên chó Bonita, hello. Đúng rồi, nhìn hề ấy. Hề chứ, hề chứ. Ờ, ok, ok. Về làng của tôi chơi nè. Ủa, ông có nhà, ông có làng á? Có, có, có là có là nữa chứ. Vui vậy, vui vậy, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Ô, cái xe vàng nhà tôi nè. Trời ơi, trời ơi, ơi. Nhà ông sao thấy cũng khá là hẹp á. Trời nhà này ở cho vui thôi, quan trọng tôi ở ngoài này. Ôi, ai vậy? Ai hả? Tôi cũng đã được tìm được ngươi rồi. Ôi, con gì ghê vậy? Ôi, không. Ai cho ngươi thấy sức mạnh của ta? Ai cha. Ôi, trời ơi, em quý cái tên ai chết tôi nha, tôi nha, trời ơi. Ôi, trời. Rồi sửa nhà giùm tôi đi. Sửa nhà giùm tôi đi. Thôi tôi đâu biết, tôi chỉ là con chó bình thường thôi mà. Để tôi thấy cha. Ôi trời ơi, ghê dạ. Wow. Wow, nhà nhà được sửa rồi kìa. Ôi trời ơi, nhà của tôi hư nữa rồi. Ôi trời trời trời, trời cái gì đây? Ây 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 ây, bơm gì quá tí giùm tôi. Không lẽ là trên kia quỷ kìa. Bơm. Quỷ bơm. À, á à, ta tới đây rồi. Chết rồi, gà gà. Cút đi, cút đi, cút đi. Không đây. Ok. Mình phải làm sao để lên được tay trời. Không sao, mình còn một chiêu nữa. Bây giờ mình sẽ phân tâm. Phân tâm nhiều bụng ta quá. Mình không biết con nào đi ta. Ê, ê. Ôi ôi, bí liền, bí liền, bí liền. Ok, giờ chuẩn bị là ê cha. Thành công rồi, yeah. Sao mà nhiều Bojita quá vậy? Không biết ai là Bojita thiệt luôn rồi. Gà đâu vậy gà? Ô lên nè. Ô trời, nhiều Bojita quá. Ôi lộn người, đây đúng không, đây đúng không? Đúng rồi, đây nè. Ủa, hay là bên này hả? Đúng rồi, đúng bên đây nè, đúng rồi. Biết rồi nha. Ờ nhưng mà ông thấy không, bây giờ mấy con quỷ nó bắt đầu tới rồi đó. Tôi phải sửa nha. Ờ đừng có sửa nè ông ơi, ông sửa nó, tụi nó cũng tới phá hết trơn nè. Bây giờ làm gì cần, bây giờ? Tôi cần phải tập luyện để tôi lấy ra sức mạnh ban đầu. Bởi vì những con quỷ mạnh khác nó sẽ tới á, nó biết địa chỉ của tụi mình ha. Ok, tập đi, tập đi.
2, 3. Chị là tập luyện xong rồi, trời ơi. Ủa nhưng mà tôi thấy ông có thay đổi gì đâu Giác ơi. Hả? Chị hả? Tôi chưa. Wow. Wow, ông trời. Chị, tôi cho anh gì? Dạ, hình con gì gớm vậy? Trời ơi, gì? Nhìn nhưng mà nhìn mạnh mà, có gì đâu đó. Ok, mạnh đâu ghê, chúc mừng. Trời ơi, chúc muối à. Chúc mừng. Cái thằng này, trời ơi, đánh không cái gì à? Đánh không cái gì à? Ờ, vậy có nghĩa là chuẩn bị con. Vậy là mình đã tự chuẩn bị để mà cho. Ủa, ai vậy? Kìa, tao thấy. Ủa, kìa kìa. Quỷ sống. Ai vậy? Quỷ sống. Là quỷ sống. Tôi chạy đây. Tôi mà tới để tiêu diệt quỷ cơ. Ai à, đây à, đầu quỷ cơ thật không? Ôi trời 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 trời. Quỷ à, ai à, ai à, ai à, ai à. À, ai à, quỷ cơ đối với quỷ sống mà khó nha, mình còn chưa hết được sức mạnh á. Thôi hết quỷ sống luôn xong rồi. Ai à, ai à, ai à, ai à. Ôi nó bắn dữ vậy mày à con. Ai à, sức mạnh mới của ta như thế nào á? Ờ, khó rồi, khó rồi, khó rồi. Ờ, chắc mình phải có cái, ờ, mình phải bay. Người chết ta nè, hay cha 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 cha. Quỷ cơ, đầu quỷ cơ tấn công. Ôi, thành công rồi, yeah. Tôi gái, nhìn tôi nè, hình dạng mới của tôi trông như thế nào. Ông đâu rồi, ông đâu rồi, ông tôi đó, ông mọc cánh luôn hả? À. Đúng rồi, trời ơi là trời. Trời ơi, nhìn tôi đi luôn à, ghê quá. Vị hợm quá à. Vị hợm, nói là vị hợm à. Vị hợm à. Ôi, chạy 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 chạy. Ôi, con gì nữa kia. Gì vậy hả gà, ôi. Ma kìa ma. Đó là ai vậy Giác? Ai vậy? Quỷ chị phối, quỷ chị phối á. Mày ôi. Kìa kìa. Ôi trời ơi, tôi chân kìa. Ai không được làm hại bạn của tôi nha. Uống gì cho đánh tôi nè. Được rồi, quỷ bóng tối hãy xuất hiện và tiêu diệt nó đây. Quỷ bóng tối ơi, cho quỷ con mạnh nhất nữa kìa. Ôi, quỷ bóng tối kìa. Ồ, ồn không biết mình gây đánh bại gì đó nữa. Ok, muốn gì vô ấy. Ê, cha. Ôi trời ơi, ôi quả cầu bóng tối hết sao mình. Cute nè. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thấy hay thì quên để lại một like và bình luận với dân vậy. Bye bye.